Theo đánh giá của đoàn kiểm tra huyện Phú Tân, từ cuối tháng 4 năm 2022 đến nay, hầu hết 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân thực hiện cao điểm công tác chỉnh trang đô thị và nông thôn trên địa bàn. Qua đó nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn, đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Theo ghi nhận, hầu hết 18 xã thị trấn ở huyện Phú Tân đã tăng cường kiểm tra, rà soát các vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông như kinh doanh buôn bán, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che, bật tam dốc, xe đẩy, gây mất an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến đường tỉnh lộ 954, 951 và các tuyến đường liên xã liên ấp, từ đó có hướng giải quyết kịp thời và hiệu quả. Qua cái công tác tuần tra thường xuyên của mình, thì cũng là kiểm tra nhắc nhở và cho là cái cam kết nếu mà sau này là có kinh doanh mua bán thì không tái lấn chiếm. Về để cho cái thực hiện cái công tác chỉnh trang là đô thị nó có hiệu quả và là thường xuyên lâu dài, thông qua các cái hội đoàn thể là tuyên truyền về cái thực hiện cái công tác chỉnh trang đô thị của thị trấn Chợ Giàm nhằm nâng cao cái nhận thức của cái người dân trong cái việc đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, không vi phạm lấn chiếm là lòng lề đường cũng như 2 mét lề, và đồng thời là phải là cái đảm bảo về cái vệ sinh môi trường cũng như tạo vẻ mỹ quan của cái đô thị. Thì bám vào cái các cái nội dung chỉ đạo của huyện đó, thì xã đến nay đã tuyên truyền trên đài truyền thanh để người dân nắm được các cái nội dung, trong đó tập trung cho cái việc là tạo ra cái đường thông hè thoáng, rồi cái cảnh quan là nông thôn thì được sáng xanh sạch, trong đó là cái việc là chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, và vận động người dân là tự tháo dỡ các cái vật dụng vật kiến trúc lấn chiếm 2 cái lề để đảm bảo được cái đường thông hè thoáng. Thì qua quá trình tổ chức thực hiện đó thì có thể nói là kế hoạch này được sự hưởng ứng rất là tích cực của người dân. Nhờ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nên nhiều hộ vi phạm để các chậu kiểng mái che chiếm hành lang lộ giới tại các xã đã chủ động di dời, đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Từ những hành động này, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa ý thức chấp hành của người dân trong công cuộc cải tạo chỉnh trang diện mạo nông thôn. Thì là riêng bản thân tôi và gia đình là có chấp hành đúng theo cái quy định của chủ trương chính sách của nhà nước và cái thông báo của ủy ban, có động viên là bà con là chung quanh để là dọn dẹp vệ sinh là môi trường 2 mét hành lang lộ giới cho nó có cái thông thoáng, rồi là cho bà con là đi là trong là 2 mét hành lang lộ giới để là tránh đi cái tình trạng là tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thì cái phong trào này thấy bản thân tôi thấy là tôi thống nhất 100%, bởi vì vừa qua rồi cũng có các cái đoàn xuống tại gia đình, cũng các cây mai trước cửa nhà đó bị trồng cũng lâu rồi, bây giờ là làm cái trục lộ lấn vô rồi nó cũng hơi che phức tầm nhìn. Thì tôi cũng hứa với cái đoàn vận động của ấp đó thì tôi sẽ di dời là đem ra ngoài để tránh cái trục lộ giao thông mình nó thoáng để cho bà con mình đi lại cho nó dễ dàng. Phải vận động anh em ở đây như thu gọn này kia mấy cái cản trở trên đường vậy đó, thì góp ích cho cái diện mạo nông thôn mình nó thông thoáng, đường xá gì đó, người ta chạy ban đêm hay gì nó lũ vừa nó gây ra tai nạn giao thông. Mình làm được vậy thì nó cũng tốt cho xã hội. Sau nhiều đợt ra quân giải tỏa, các đơn vị còn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lề đường, qua đó nâng cao được ý thức của người dân trong công tác chỉnh trang đô thị và nông thôn, huy động được sức dân cùng xây dựng môi trường cảnh quan sáng xanh sạch đẹp.